về nhà Chúa, tim con reo hoan làm Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan làm Chúa. Nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, đi về thánh đường, đi về quê. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúng khen. Đi về nhà Chúa dâng lên cha trái tim mòn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúng khen. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa. Cha trái tim mòn hèn. Đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với chiều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa. Chiều thần thánh, con ca danh Chúa ơi tuyệt vời. Chúa ơi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa. Anh chị em thân mến, chiều tối hôm nay chúng ta có mặt nơi đây cùng với ông Phaolô Phan Văn Thanh, cùng với bà Quá Phụ và gia đình Đăng Quyến. Chúng ta hiệp dâng lên Chúa những lời kinh, những tiếng hát cùng với những tấm lòng chiều mến của chúng ta. Để chiều tối hôm nay chúng ta cầu xin Chúa thương đón nhận linh hồn Phaolô về hưởng nhan Thánh Chúa ở trên thiên đàng. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người chúng ta còn ở lại nơi đây để chúng ta cùng đồng hành bước đi trong sự an ủi yêu thương của Chúa, nhất là trong những lúc đau buồn mất mát này. Và trong nghi thức chiều tối hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với nghi thức làm phép xác, làm phép khăn tang để phát tang, và chúng ta cùng đọc kinh, và sau đó chúng ta sẽ lên thăm viếng và chào từ biệt ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa và ơn cao thần trời đất. Lạy Chúa, xin Chúa làm phép thi thể của linh hồn Phaolô với nước thánh. Để nhắc nhở bí tích rửa tội như Thánh Phaolô đã viết, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Chúa Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người,
thì nhờ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới giống như Người. Giờ đây chúng ta xin Chúa làm phép những chiếc khăn tang này. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông, có bà, có cha, có mẹ và có người thân trong gia đình, để con người được sinh ra, tăng trưởng và lớn lên trong tình thương ấm cúng của gia đình. Và Chúa đã dạy chúng con phải tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Giờ đây chúng con xin Chúa đối phương làm phép và thánh hóa những chiếc khăn tang này mà người thân và gia đình của linh hồn Phaolô sẽ mang, để làm dấu hiệu cho lòng thương nhớ đến linh hồn Phaolô. Xin cho người thân và gia đình của linh hồn Phaolô khi mang khăn tang này được kiên trì trong lời nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chưa cái và nhớ ơn Chúa thì đòi
chú đáo để cho chúng ta có thêm thời gian cùng với ông để chúng ta có thể thông viếng chiều tối hôm nay và ngày mai cũng ở nơi đây.
từ 6 giờ đến 9 giờ. Tới 9 giờ và ngày thứ Bảy, lúc 10 giờ sáng sẽ có dân thánh lễ an táng để tiễn đưa ông tại thánh đường của giáo xứ Thánh Giuse chúng ta. Kính xin bà Ban Chi Em chiều tối hôm nay và ngày mai chúng ta dành thời giờ để thứ nhất là thăm viếng cầu nguyện cho ông, và đặc biệt là ngày thứ Bảy chúng ta cùng dân thánh lễ phó dâng ông vào lòng bàn tay những từ yêu thương của Chúa và tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ sau cùng. Và trong thánh lễ thì chúng ta xin dịp dân cầu nguyện và chúng ta cùng thân yêu và chia sẻ với nhau, cùng đồng hành với nhau rất là nhiều, nhất là những lúc như thế này chúng ta luôn cần cảm ơn Chúa ở với chúng ta. Trong tình yêu thương của Chúa, chúng ta cảm nhận được sự gần gũi thánh khiết với Chúa và với nhau hơn, và chúng ta bước đi trong những lúc khó khăn này, chúng ta bước đi trong cái sự an ủi, xoa dịu đi những nỗi đau, những nỗi buồn của mình. Nhờ những lời kinh, những lời nguyện mà chúng ta đọc, chúng ta dâng, xin ơn Chúa luôn luôn ở mãi với từng người trong chúng ta, và đặc biệt là với bà và các bạn, chị trong gia đình và các cháu. Xin Chúa luôn luôn đồng hành, chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong những khó khăn như thế này. Bây giờ đây để chúng ta mình lên thăm viếng ông, thì chúng ta mình cùng sắp hàng mình đi lên và chúng ta cùng hát lời kinh của Thánh Francisco, lời kinh hòa bình. Xin Chúa ban bình an xuống cho tâm hồn của mình trong chúng ta. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Chúa xin hãy Thank you.
trong lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trong thầy vào nơi thân lòng. Để con rồi ăn sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn tù sầu. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng
phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương, nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Đã quên tháng ngày tuổi xuân trót dài, đây con tim giữa máu tấm thân gầy héo, tình con hững hờ, con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi. Gió kiếp chim xanh cánh tung trời mây, nơi miền xa tấp sông sâu ngoài khơi, vì đời muốn cỏ cây không bao giờ là mái oán than. Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương, nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biến giới. Con trong mong nơi Chúa, đã quên tháng ngày tuổi xuân trót dài, đây con tim giữa máu tấm thân gầy héo, tình con hững hờ, con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi. Người thương con đi. Người thương con đi. Con
tròn mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi như vỗ câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa. Xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ riêng với Chúa, Chúa ơi, Chúa
con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con. Xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thề hứa bước theo đường dìu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con. Xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con. Xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Lạy Chúa, xin Chúa làm phép thi thể của linh hồn Phao-lô với nước thánh để nhắc nhở bí tích rửa tội như Thánh Phao-lô đã viết.
Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Chúa Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, thì nhờ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới giống như Người. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tớ Chúa là linh hồn Phao-lô đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy xin cho ông cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Chúa Kitô ngự đến. Giờ đây chúng ta hãy cùng với ông Phao-lô Phan Văn Thanh tiến vào nhà Chúa. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thật là Cha khoan dung, là bạn trung thành. Chúa đã gọi về với Chúa một người tín hữu và cũng là người anh em của chúng con, là linh hồn Phao-lô. Khi còn sống giữa chúng con, ông đã hết lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Giờ đây, xin Chúa thương đón nhận ông vào trong nhà Chúa, vào nơi Chúa đã dọn sẵn, và xin Chúa cho ông hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi lại thấy tương lai. Tròn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tim còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và không vua vai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tin rằng trời thì nắng tan đi. Tròn cuộc này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày tròn môn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Alleluia. Chích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Ma-ta thưa với Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết.
Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, còn biết Thầy xin gì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói, em con sẽ sống lại. Ma-ta lại thưa, con biết, ngày tận thế khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta, sẽ không chết đời đời. Con có tin điều đó không? Ma-ta thưa, thưa Thầy vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Một trong những ơn phúc tuyệt vời của người Công giáo là khi chúng ta gặp những chuyện buồn, khi chúng ta gặp những cảnh mất mát người thân yêu, thì chúng ta tìm được sự an ủi ở trong lời của Chúa. Trong Kinh Thánh, lời của Chúa mang tới cho chúng ta cái niềm an ủi. Và trong các nghi lễ an táng của Công giáo, chúng ta thường được nghe những lời an ủi của Thánh Phaolô ngày xưa. Thánh Phaolô an ủi, nâng đỡ dân Chúa. Ngài hướng dẫn rằng, khi chúng ta sống với Đức Kitô ở đời này, thì chúng ta sẽ cùng được chết với Đức Kitô. Đó là niềm an ủi cho chúng ta. Thánh Phaolô muốn xác định lại cho các tín hữu rằng, khi chúng ta sống ở đời này, mình sống với cái niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta chắc chắn lìa khỏi đời này trong niềm tin tưởng, trong niềm tín thác và trong Chúa Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, còn hạnh phúc nào bằng khi chúng ta được sống ở đời này, mình sống trong cái tình yêu thương đó của Thiên Chúa và được chết ở trong tình yêu thương đó của Thiên Chúa. Tôi tin rằng ông Phaolô Phan Văn Thanh đã có được ơn phúc đó. Ông đã sống cả đời để yêu mến Chúa và gần gũi Thiên Chúa. Và ông đã đi hết đoạn đường này và đã về với Chúa trong ơn phúc của Chúa và trong Chúa Giêsu Kitô. Tôi được biết ông tính đến nay cũng khoảng trên 25 năm rồi, kể từ khi chúng tôi đặt chân tới nước Mỹ này và về cùng chung sống trong cái giáo xứ Thánh Giuse này. Và trước đó thì tôi được gia đình và bạn hữu của ông cho biết thêm về ông khi còn sống ở Việt Nam. Từ bé, ông đã gắn bó với Chúa, với nhà thờ. Từ nhỏ lớn lên, lúc nào cũng gắn bó mật thiết với nhà thờ và đi dự thánh lễ, chẳng những thánh lễ Chúa Nhật mà thánh lễ hàng ngày, và tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ. Đi sang Mỹ này cũng vậy. Từ khi đặt chân tới nước Mỹ này là ông đã ở trong giáo xứ này và tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ này. Anh chị em biết, cái lúc chúng ta bắt đầu mới lập thành lập giáo xứ và cộng đoàn, lúc đó chúng ta chưa có văn phòng hành chánh đâu. Cho nên các công việc hành chánh, chẳng hạn như ghi chép lại các sổ sách, các bí tích ở trong giáo xứ của mình, ông đã giúp cho giáo xứ từ khi chúng ta có giáo xứ cho đến khi gần đây khi chúng ta có văn phòng. Và lúc đó sức khỏe của ông cũng bắt đầu yếu rồi. Hết lòng vì giáo xứ. Mỗi một khi đi về thăm Việt Nam, ông thấy được cái sách gì hay,
sách kinh, sách nguyện gì mới hay đều mua đem qua bên này cho giáo xứ của mình sử dụng. Lúc nào cũng gắn bó với giáo xứ, và đặc biệt nhất là thánh lễ. Ông rất yêu mến thánh lễ. Chẳng những tham dự thánh lễ hàng ngày, mà trong suốt bao nhiêu năm nay, ông phụ trách mở cửa nhà thờ mỗi buổi chiều, vào trong nhà thờ, bật đèn lên, dọn chén lễ, bánh lễ, rượu nước, rồi sau đó xướng kinh để cho cả nhà thờ cùng đọc kinh cầu nguyện. Chúa ban cho ông có một cái giọng đọc rất là rõ và rất chuẩn, anh chị em ạ. Và giọng hát cũng vậy, hát rất chuẩn. Cho nên khi ông xướng kinh hay là ông xướng hát bài hát nào đó, cả nhà thờ ai cũng dễ hát theo hết, rất dễ. Đó là cái ơn phúc rất tuyệt vời. Tại là mỗi buổi chiều tôi cứ nhớ, cứ 5 giờ là ông chạy xe tới ngay phòng kinh của mình và đậu xe ngay bên cạnh xe của tôi. Ngày nào cũng như vậy, suốt gần 10 năm qua. Rồi nhất là những năm gần đây anh xem. Thế thường lắm, bởi vì cái sức khỏe thì vẫn còn gọi là tốt với cái tuổi đã khá cao, nhưng mà cái chân thì bắt đầu yếu rồi. Cho nên bước vào trong cửa là tôi đã biết và tôi đã nghe được tiếng dép đi từ ở ngoài cửa đi vào tới bên trong này anh chị em ạ. Và tất cả những anh chị em mình, những ai đi là dự lễ hàng ngày ở đây đều nhớ hết và quý ông lắm. Cho nên khi tôi báo tin và xin tất cả chúng ta cầu nguyện cho ông lúc ông lâm bệnh, thì mọi người ai cũng quan tâm cả, người nào cũng cầu nguyện cho ông và hỏi thăm, ai cũng muốn thăm ông, tới thăm ông. Nhưng mà với cái hoàn cảnh hiện tại anh chị em ạ, bệnh viện không cho ai vào thăm cả, kể cả gia đình, người thân. Trong suốt mấy tuần lễ cũng không vào thăm được, bệnh viện nó không cho vào. Nhưng mà chúng ta hiệp lời cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa. Khi mà chị Hương là cô con gái út của ông báo tin cho tôi biết là sức khỏe của bố không mấy khả quan lắm, thì trong lòng tôi rất là lo lắng, băn khoăn, là không biết có cái cách nào để vào thăm ông và ban các phép bí tích sau cùng cho ông. Bởi vì bệnh viện không cho vào anh chị em ạ, không cho ai vào cả. Không biết phải làm sao, thì chỉ có cách là hiệp lời cầu nguyện mà thôi. Cầu nguyện cho ông. Tôi biết gia đình cầu nguyện, người thân mình cầu nguyện và cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cho ông mỗi ngày. Và sau đó thì chị cả, chị Trang là con gái cả của ông, đến đây cầu nguyện cho ông thì mới nhờ tôi tiếp tục cầu nguyện cho bố. Thì trong lòng tôi cứ nghĩ là Chúa, có cái cách nào để có thể vào thăm ông được? Bởi vì anh chị em biết, một người đi theo Chúa cả đời không lẽ là cuối cuộc đời thì mãi cho đến hôm Chúa Nhật vừa rồi, khi anh Hiếu là con trai của ông gọi cho tôi báo một tin là bệnh viện cho vào, bởi vì tình hình của bố bác sĩ nói là có thể về với Chúa bất cứ lúc nào. Thì ngày hôm đó bà Thanh cùng với các con các cháu đã vào thăm ông, và tôi chiều hôm đó cũng vào thăm ông. Và khi tôi vào thì tôi đi vào với chị thứ hai, vào trong đó bởi vì chỉ có hai người được vào thôi. Thì khi vào lúc đó ông đã nằm yên, nhịp tim rất yếu rồi, bởi vì bác sĩ nói hãy sẵn sàng bất cứ lúc nào. Thì tôi đọc kinh cầu nguyện và ban cho ông các phép sau cùng, và ban luôn cho ông cả, tiếng Mỹ nó gọi là Apostolic Pardon, mình gọi nôm na là phép lành tòa thánh trong lúc nguy tử.
Và một điều kỳ diệu là chỗ này anh chị em, nhịp tim của ông nó đã yếu tới cái mức nó có thể ngưng ở bất cứ lúc nào. Nhưng mà trong cái lúc tôi đọc kinh cầu nguyện cho ông và ban các phép đó, thì tôi thấy ở trên cái màn ảnh người ta đo nhịp tim đó, nhịp tim của ông nó cử động, nhưng nó cử động cao hơn bình thường. Cho nên tôi tin rằng lúc đó ông cảm nhận được, ông cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho ông. Bởi vì anh chị em biết, Chúa đã nói mình đã sống với Chúa, thì chắc chắn mình sẽ ra đi với Chúa. Thì ông cũng vậy, cả đời yêu Chúa và đi theo Chúa như vậy, thì ngày cuối cũng vậy. Chúa đã nói giữ đúng cái lời hứa đó và đã ban cho ông được ra đi trong ơn của Chúa. Thưa bà, quả phụ, gia đình và toàn thể anh chị em, đó là niềm an ủi cho chúng ta. Đó là niềm an ủi cho gia đình và cho tất cả chúng ta còn ở lại. Khi chúng ta tiễn đưa người thân yêu của mình, tiễn đưa ông Phaolô về nơi an nghỉ sau cùng, về với Chúa, chúng ta đặt niềm tin tưởng ở Chúa. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng ông đã gắn bó với Chúa, thì ông đã ra đi trong sự gắn bó đó với Chúa. Ông đã sống trong tình yêu thương của gia đình, của vợ, của các con, các cháu, thì ông đã ra đi về với Chúa trong tình yêu thương của vợ, của các con, của các cháu, của gia đình. Ông đã sống trong cái tình thân, trong sự gắn bó với cộng đoàn giáo xứ, với bạn hữu. Và ông đã ra đi trong cái sự gắn bó, trong tình thân của cộng đoàn giáo xứ, của bạn hữu. Và chúng ta, những người mình còn ở lại, chúng ta xác tín lại niềm tin của chúng ta như lời Thánh Phaolô đã an ủi và hướng dẫn cho chúng ta vậy. Ở đời này hãy sống với Chúa Kitô, hãy sống gắn bó với Chúa, hãy đặt niềm tin tưởng ở Chúa. Chúng ta sống ở đời này với Chúa Kitô thì chắc chắn khi hoàn tất đoạn đường đời này, chúng ta cũng sẽ cùng được chết với Đức Kitô. Amen. Và giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Cầu nguyện một cách đặc biệt cho ông, cho linh hồn Phaolô, cho gia đình và cho tất cả chúng ta, những người mình còn đang ở lại. Tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, xin cho các thành phần trong hội thánh luôn vui mừng và hy vọng loan báo chân lý này cho thế giới, để mọi người cùng tin và được sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa phục sinh từ cõi chết là hy vọng cho kẻ có lòng tin. Xin Chúa cho linh hồn Phaolô đã được nuôi dưỡng bằng mình và máu Thánh Chúa, nay cũng được đồng bàn với các thánh trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin cho người con của Chúa là linh hồn Phaolô mà chúng ta tiễn đưa hôm nay được thứ tha lỗi lầm và sớm hưởng vinh quang nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy chuẩn bị cho mình kho tàng ở trên trời. Xin cho tất cả chúng ta đang lo toan cuộc sống biết hướng về nước trời là gia tài vĩnh cửu, là quê thật của mọi người, hầu biết gắng công tìm kiếm và chuẩn bị xứng đáng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là nguồn ơn cứu độ của mỗi người chúng con. Xin Chúa nhận những lời nguyện mà chúng con dâng lên Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi còn sống, ông đã vững tin nơi Đức Kitô con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây xin Chúa cho ông được thấy rằng người cũng là vị thẩm phán khoan dung, người hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc lộc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bê thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con đã nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con đã nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tội tớ Chúa là Phaolô mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh y Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, nào phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống vành khăn tang, con mang trong tim vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm tơ. Phút giây ta từ xót thương người, xin xót thương con. Xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đón cuối ra đi trở về bụi đất. Như ánh dương nồng mơn hút trong đêm trường, nhắc cho người kiếp sống mong manh. Xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Trông cậy vào Chúa, Ngài cho con vui trên dương gian, rồi hôm nay đưa con ra đi qua miền ánh sáng.
Giêsu con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích thánh thể làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người anh em tín hữu của chúng con là Phao-lô được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời ngồi. Và xin mời ông Francisco John Bautista Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Mùa vụ của Giáo xứ lên có đôi lời phân ưu cùng tăng quyến. Kính thưa cha Chánh xứ Phêrô Trương Vinh Trị, quý sơ, thầy Sáu Vĩnh Viễn, thưa quý ông bà và các anh chị, thưa chị Maria Lê Thị Khiên, các anh, các chị, các cháu, các chú bác và toàn thể tăng quyến, con xin đại diện cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Giuse xin có đôi lời chia sẻ và phân ưu tới gia đình trong ngày anh Phao-lô Phạm Văn Thanh từ biệt thế gian này. Trước tiên, chúng con xin hợp với tất cả những lời kinh nguyện để dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa đón nhận anh về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Kính thưa quý ông bà và các anh chị, từ khi gặp anh Phao-lô Phạm Văn Thanh và quen biết anh em đã làm việc trong Giáo xứ Thánh Giuse. Anh là người anh tuổi hơn chúng tôi
anh em rất quý mến anh. Anh đã phục vụ Chúa, nhà Chúa từ khi thành lập giáo xứ cho tới ngày hôm nay Chúa gọi anh về thiên đàng. Bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, sự thay đổi của giáo xứ, anh Thanh vẫn bám với Chúa, sống với anh em trong giáo xứ để trở thành tốt. Anh mất đi giáo xứ, mất đi một tín hữu ngoan đạo. Anh em chúng tôi mất đi một người anh yêu thương, đáng khâm phục. Khi anh còn khỏe mạnh, tới nhà thờ anh thường chú ý đến kinh hạt, thánh lễ phục vụ. Lễ nghi phải sao cho chu toàn, hợp với phục vụ, cầm cân nảy mực. Một điểm chúng tôi không quên anh, ngày nào cũng vậy, trời mưa hay lạnh lẽo, đúng 5 giờ chiều là anh có mặt tại thánh đường, xe đậu ngoài parking, đến trước hết mọi người để sửa soạn, đốt nến cất kinh cho thánh lễ. Anh đọc kinh, cất kinh, ngắm đàng thánh giá, rõ ràng từng chữ. Người nghe cảm được tiếng tự con tim lòng yêu mến Chúa của anh. Anh Thanh có lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ hằng cứu giúp Thánh cả Giuse một cách đặc biệt. Khi đi qua đài Đức Mẹ Thánh cả Giuse, anh thường dừng xe lại một vài phút để cầu nguyện xin ơn. Cuộc sống bình an và hạnh phúc với anh đã sửa soạn sẵn sàng đã lâu. Đầy ý nghĩa và chu toàn cho ngày sau hết của anh phải được coi là một hồng ân Thiên Chúa ban cho anh, cho gia đình và cho mọi người chúng ta. Thưa quý ông bà và các anh chị, hôm nay Chúa gọi anh về, người anh rất gần gũi với chúng ta. Những hạt nước mắt chảy xuống thương nhớ anh, những tiếng hát, những tiếng nức nở sụt sùi. Anh đã ra đi, anh để lại cho chúng tôi tấm gương thánh thiện đẹp đẽ, luôn trung thành với Chúa, vì không biết có một ngày sẽ đến lượt chúng ta. Trong dịp này, chúng tôi xin chia buồn tới chị Maria Lê Thị Kiên, các anh chị, các cháu, chú bác đã cùng làm việc với chúng tôi trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin Chúa và Đức Trinh Nữ Maria Thánh cả Giuse che chở và dìu dắt gia đình trong lúc đau buồn này. Xin thành kính phân yêu và chia buồn. Con xin cảm ơn cha chính xứ và quý ông bà và tất cả anh chị em. Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, kính thưa cha chánh xứ, kính thưa thầy giáo, kính thưa quý sơ, quý ông chủ tịch cùng các hội đoàn, đoàn thể trong giáo xứ Thánh Giuse, kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật là một niềm an ủi lớn lao cho gia đình khi được quý cha, quý sơ và toàn thể quý vị đã yêu mến người thân của chúng tôi vừa được Chúa gọi về. Anh Phaolô Phan Văn Thanh là người chồng, người cha, người ông thân yêu của các cháu. Bằng những lời chia sẻ, an ủi, bằng những lời phân ưu, cầu nguyện và nhất là sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ ngày hôm nay trong hoàn cảnh dịch bệnh này. Trong tâm tình đó, tôi xin đại diện cho tang quyến để bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ. Trước hết, xin được tri ân và cảm tạ Thiên Chúa đã cho anh Thanh được làm con cái Ngài. Thiên Chúa đã yêu thương và gìn giữ anh trong suốt 78 năm qua, và nay được Chúa gọi về.
Thứ đến, gia đình xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cha chánh xứ đã đến chúc lành và trao ban các bí tích để anh có thêm nghị lực đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Ra đi trong bình an, trong vòng tay của mẹ Maria. Gia đình cũng xin cảm ơn quý sơ, ca đoàn và tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay trong hoàn cảnh này. Thật là đau buồn khi chị không còn người bạn đồng hành, các con không còn ba để phụng dưỡng, các cháu không còn người ông thân yêu cận kề. Giọt nước mắt hôm nay khóc vì thương nhớ và cũng vì niềm hy vọng vào niềm tin sống lại mà Chúa đã hứa. Anh Thanh, một đời giữ ơn nghĩa Chúa và để lại di sản cho con cháu là sống phó thác vào Thiên Chúa. Một lần nữa, xin cảm ơn tấm lòng ưu ái của tất cả mọi người dành cho anh Thanh. Nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria trả công bội hậu, giữ gìn quý vị và gia đình được bình an trong cơn đại dịch. Xin quý vị bỏ qua cho những thiếu sót của tang quyến trong lúc này. Xin quý vị tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho anh Phaolô Phan Văn Thanh. Toàn thể gia tang gia hết lòng tri ân. Kính thưa cha và toàn thể quý vị, xin cho con được có đôi lời với anh Thanh. Anh Thanh thân mến, được làm bạn với anh trong hơn 20 năm nay thật là một vinh hạnh cho tôi. Từ nơi anh, một đời sống đạo đức thánh thiện luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Anh là người bạn, người anh mà Chúa đã trao ban cho tôi để làm gương sáng và dẫn tôi đến gần Chúa hơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Cầu xin Chúa ban thưởng cho anh. Nguyện xin mẹ Maria cầu bào cùng Chúa sớm đưa anh về bên nhang thánh ngài. Tạm biệt anh. Rất mong tất cả mọi người sẽ được cùng nhau họp mặt trong nhà chúng ta ở trên trời. Kính chào anh. Anh Phaolô Phan Văn Thanh. Trước khi chúng ta cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt, một lần nữa hiệp với lời của ông Chủ tịch, thay mặt cho giáo xứ chúng tôi xin được thành kính phân ưu cùng bà và gia đình tăng quyến. Giáo xứ xin được chia sẻ cái niềm đau mất mát của một người thân. Gia đình giáo xứ cũng mất đi một người con của giáo xứ. Thì trong cái sự đau buồn mất mát này, chúng ta hướng lên Chúa, tin tưởng vào lòng nhân từ yêu thương của Chúa và cùng đồng hành với nhau, nhất là trong các thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ mỗi buổi chiều thứ sáu, chúng ta dâng lên để cầu nguyện cho tất cả những người con của giáo xứ đã đi trước. Người thân yêu của chúng ta không có đi mất mà chỉ đi trước chúng ta mà thôi, thì sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại người thân yêu của mình ở trên nhà cha chung ở trên trời của chúng ta. Vậy trong lúc này chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau và cùng chia sẻ những nỗi đau buồn mất mát với nhau. Giáo xứ xin được thành kính phân ưu cùng gia đình. Và tôi cũng xin được chia sẻ thêm một vài tâm tình vừa riêng và vừa chung của giáo xứ chúng ta. Trước tiên là một tâm tình chung nữa, tôi cũng muốn thay mặt cho giáo xứ bày tỏ lòng tri ân đối với ông trong suốt bao nhiêu chục năm để mà phục vụ nhà Chúa từ Việt Nam, và một cách riêng là đặc biệt phục vụ ở tại trong giáo xứ này. Có lẽ cái tâm tình tri ân, biết ơn, cầu nguyện của giáo xứ lúc nào cũng có, nhưng mà chúng ta không có cái dịp nhiều khi để mình bày tỏ nên lời ra bên ngoài. Thì hôm nay thay mặt cho giáo xứ, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân đó một cách đặc biệt và sâu sắc đối với ông trong cái tình thân của chung một gia đình giáo xứ chung với nhau, để chúng ta cùng chung xây gia đình giáo xứ của mình. Và ông giáo xứ được ngày hôm nay đã góp bao nhiêu công sức của mình vào trong cái giáo xứ này để xây dựng gia đình của giáo xứ chúng ta được ngày hôm nay. Và giáo xứ xin được tri ân ông
và luôn luôn ghi nhớ cái tấm lòng và ơn nghĩa mà ông đã dành cho giáo xứ. Và giáo xứ cũng xin được tri ân đến bà Thanh, bà Quá Phụ và gia đình trong suốt bao nhiêu năm nay cũng vậy, luôn đồng hành với ông và giáo xứ của mình trong các đoàn thể, đặc biệt là Hội Đạo Binh Đức Mẹ. Là hội trưởng, là người đã lèo lái và dìu dắt mà hội Legio của mình trong suốt bao nhiêu năm, là những người con rất là trung thành và yêu quý mẹ Maria, và các đoàn thể, đặc biệt là đoàn thể Legio được như ngày hôm nay, đó là nhờ biết bao nhiêu công sức của bà. Và giáo xứ hôm nay cũng xin được ghi nhận cái công ơn đó và xin tri ân bà cũng như gia đình một cách mà đặc biệt nữa, là nhờ tấm gương của hai ông bà cho nên những người con trong giáo xứ, tất cả các anh chị, các cháu đều rất là siêng năng trong công tác tông đồ, luôn luôn hăng say, luôn luôn dấn thân, nhiệt thành và sốt sắng vô cùng. Tôi nhớ những ngày tháng đầu của mà giáo xứ khi mới thành lập, lúc đó là sang bên này thì chỉ có anh Hiếu, chị Hương, chị Hương lúc đó còn bé, và chị Trang. Thì anh Hiếu cũng vậy, giống như bố vậy, tham gia vào các công tác của giáo xứ. Chị Hương thì tham gia vào trong ca đoàn Lửa Thiên, và ngay cả anh Hiếu, chồng chị Hương cũng vậy, cả hai vợ chồng đều năng nổ. Và chị Trang và gia đình đã ở trong giáo xứ, các cháu lớn lên trong giáo xứ này đều rất mà nhiệt tâm trong công tác tông đồ, trong đoàn thiếu nhi thánh thể. Cho nên hôm nay thay mặt cho giáo xứ, tôi cũng xin được nói lên lời tri ân đối với gia đình, và xin gia đình luôn luôn tiếp tục mà cùng đồng hành với giáo xứ của mình. Đây là giáo xứ chung của chúng ta, chúng ta cùng đồng hành với nhau và với Chúa trong cuộc sống của mình. Và tôi xin được chia sẻ một tâm tình này, tâm tình riêng, thưa anh chị em. Cái này là cái riêng cá nhân tôi một tí. Là trong 10 năm, gần 10 năm khi tôi mà về đây đó, thì tôi được đồng hành với ông trong 10 năm cuối. Thì nói một cách khác thì ông cũng đồng hành với tôi rất nhiều, rất nhiều. Cho nên hàng ngày, có thể nói là tôi gặp ông mỗi ngày. Mỗi ngày trong suốt 10 năm qua. Chỉ ngoại trừ những lúc mà đi vắng, đi Việt Nam, hay là bất cứ đi đâu, với cái tánh tình rất chu đáo anh chị em ạ, rất chu đáo và cẩn thận. Nhưng cho dù có đi vắng một ngày hay hai ngày, là ngày hôm trước khi đi lễ là cho tôi biết liền ngày hôm sau đi vắng để có người chuẩn bị lo mà thánh lễ. Nhưng không bao giờ mà ông đi đâu mà không báo là không đi, để tới chiều lễ lên là cha không biết là ai chuẩn bị lễ, không có. Tánh tình rất chu đáo anh chị em, rất chu đáo. Cho nên tôi rất quý cái đó, rất quý ông lắm. Và một điểm này, thưa anh chị em, trong 10 năm, mỗi một khi tới tháng 6, đó là ngày kỷ niệm, ngày chỉ chức linh mục của tôi. Không bao giờ ông quên cái đó anh chị em ạ. Trong 10 năm, mỗi một năm, khi tôi thấy đậu xe ngoài đó, thì thường thường tôi ngồi trong văn phòng thôi. Nhưng mà tới ngày đó, đó không bao giờ ông quên. Lúc nào cũng phải đi ngang ghé văn phòng của tôi, nói ngắn gọn thôi. Anh chị em, những người mình biết ông đó, thích lắm nói ngắn gọn, nói đâu vô đó thôi. Ghé văn phòng: hôm nay mừng lễ kỷ niệm chỉ chức của cha. Và anh chị em có nhớ cái nụ cười của ông? Ông có cái nụ cười rất là hiền hòa, dễ thương anh chị em nha. Nhưng tôi cứ nhớ mãi cái nụ cười đó thôi. Nhưng cái mỉm cười lên cái nụ cười đó. Và hôm nay chỉ mừng vậy thôi, ghé văn phòng mà không năm nào cũng quên cả. Không có năm nào quên hết, trong suốt 10 năm như vậy. Một người rất là tỉ mỉ và cẩn mật anh chị em. Cho nên tôi quý lắm. Cho nên cái tâm tình đó đã có. Nhưng mỗi một ngày thì tôi gặp ông, cùng dâng lễ với ông ở đây. Và cứ như vậy hàng năm là có cái dịp lễ gì là ông tới. Và thứ hai nữa là bổn mạng. Ngày lễ bổn mạng. Cứ nhớ là bổn mạng Phêrô, là tôi biết chắc ngày hôm đó thế nào. Nhưng ông đậu xe bên đó xong không bao giờ quên ghé: hôm nay mừng bổn mạng cha. Và với cái nụ cười đó chỉ có vậy thôi, rồi vô bật đèn lên chuẩn bị lễ. Một người sống trong một cái sự tâm tình yêu thương anh chị em ạ, luôn biết nghĩ cho người khác, chứa đựng cái tình yêu thương đó. Cho nên ngày hôm nay khi ông đi, ông đi về với Chúa trong những tâm tình yêu thương đó của tất cả chúng ta còn ở lại.
Cho nên với những tâm tình yêu thương đó, giờ đây chúng ta cùng đứng lên để phó dâng ông và lòng nhân từ yêu thương của Chúa. Anh chị em thân mến, linh hồn người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ trong bình an của Chúa Kitô, với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện và phó thác người thân yêu này vào lòng từ ái của Chúa chúng ta. Xin Chúa nhận người thân này vào số các thánh của Chúa để được hưởng gia nghiệp, lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Chúa Kitô ngày ngày lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Các thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin các thiên thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa. Xin đón nhận linh hồn Phao-lô và dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi được đến với Người. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ phụ Abraham. Xin đón nhận linh hồn Phao-lô và dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. Xin đón nhận linh hồn Phao-lô và dâng lên Thiên Chúa cao cả. Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Chúa xuống thế, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Chúa sinh ra, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giê-xu, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Đức Chúa Giê-xu chịu nạn đóng đanh trên cây thánh giá, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Đức Chúa Giê-xu chịu chết và chịu tang xác, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Đức Chúa Giê-xu sống lại, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Đức Chúa Giê-xu lên trời, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Vì Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong vinh quang, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Đến ngày phán xét, Chúa chứa linh hồn Phao-lô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn Phao-lô cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho ông được sống mãi hưởng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và giờ đây chúng ta cùng tiễn đưa người thân yêu của chúng ta đến nơi an nghỉ sau cùng. Này đây con dâng Chúa những lời kinh.
Chúa thương linh hồn Phao-lô, xin Chúa thương linh hồn Phao-lô và tha thứ ngàn muôn tội người. Xin Chúa thương linh hồn Phao-lô, xin Chúa thương linh hồn Phao-lô và dâng tôi phúng vinh muôn đời. Này đây dân nước mắt thương người đi, và này đây bao cay đắng lúc phân ly, để đêm đủ thấy bao tội tình, tháng ngày dài xa chốn hùng hình, dẫn đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Phao-lô, xin Chúa thương linh hồn Phao-lô và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Phao-lô, xin Chúa thương linh hồn Phao-lô và dâng tôi phúc vinh. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta sẽ cử hành nghi thức hỏa táng và tiễn đưa ông lên xe. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cử hành nghi thức hỏa táng thi hài người thân của chúng ta là linh hồn Phao-lô. Việc hỏa táng này nhắc chúng ta nhớ đến thân phận thấp hèn của con người mà Chúa đã dựng nên từ tro bụi, rồi lại trở về bụi tro, để mai sau thân xác này sẽ được tái tạo trong trời mới đất mới. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ta đã tạo dựng nên lửa và ban cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra, đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho cuộc sống hàng ngày. Và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác chúng con nên giống của lễ toàn thiêu xưa. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa ngọn lửa mà chúng con dùng để hỏa táng thân xác của người linh hồn Phao-lô. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, thư thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Do Thái đã nhắc chúng ta: Thiên Chúa là một ngọn lửa, người đã cho ông Mô-xê được gặp người qua bụi gai rực lửa, người cũng hiện diện giữa dân người qua cột lửa trong sa mạc. Chính Thiên Chúa đã sai Đức Kitô đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa Thánh Thần và ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho người như lễ vật toàn thiêu. Với niềm tin ấy, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Lạy Chúa, con một Chúa là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian và người ao ước cho lửa ấy bừng cháy lên. Xin cho ánh sáng tin mừng được bừng sáng lên trong giáo hội và trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Như ngọn lửa tự nhiên sẽ hỏa táng thi hài người thân chúng con là linh hồn Phao-lô. Xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người vẫn luôn tồn tại và tiếp tục nung nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho linh hồn Phao-lô, và nhất là được làm con cái Chúa trong cuộc sống làm người. Xin Chúa thương nhận linh hồn Phao-lô về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
xin Chúa nhắm lời chúng con. Như thân xác của linh hồn Phao-lô sắp trở về với bụi đất, xin Chúa cho chúng con biết quên mình, biết hy sinh trong cuộc sống thờ phượng Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa ban cho những người thân của linh hồn Phao-lô mọi ơn lành của Chúa và được mọi người ủi an như ngọn lửa sưởi ấm những tấm lòng đang buồn phiền đau khổ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Và giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha về đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ơn cửa hàng này, và tha lời chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin Cha để chúng con xa chuyện chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn Phao-lô cho tình thương của Chúa, và chúng con hỏa táng thân xác người thân này và dâng lên Chúa như của lễ toàn thiêu. Xin cho của lễ hiến dâng này cùng với tình yêu thương của gia đình và cộng đoàn chúng con được kết hợp với Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phao-lô được nghỉ yên muôn đời.